Xin chào tất cả các bạn, mình là Suzuki Kensuke. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mua đồ ở trong game PoE. Với lại hướng dẫn luôn cả cái cách để xem giá trị của tiền trong game luôn. Đây, lên web xong rồi mình ghi là poe.chai. poe.chai vô enter là nó ra như vậy. Đây, còn khi mà muốn mua thì mình chọn cái ledger này nè, đúng cái mình chơi. Ví dụ mùa vừa rồi là Abyss nè, nếu mình chơi Abyss thì mình chọn, hoặc là chơi hardcore Abyss nè, hay là chơi bình thường hoặc là hardcore nè. Đó, ví dụ bây giờ Abyss nó hết rồi nên cái này không có coi được nữa đâu. Mình coi cái chế độ bình thường này đó. Ví dụ muốn tìm một cái cung thì cứ ghi tên nó vô, nó sẽ hướng dẫn ở phía dưới này. Đó, nó ra mấy cái. Đó, ví dụ đây, Dithap này. Xong rồi đi xuống dưới, kéo xuống dưới. Mấy cái này không cần thiết đâu, tại vì nếu mình kiếm đồ mà đồ cam á thì mình không cần phải chỉnh mấy cái này, nó luôn luôn nó có mấy chỉ số đó thôi. Kéo xuống dưới cùng, search. Khi mà search rồi nó ra một list dài từ người bán rẻ nhất cho tới người bán mắc nhất. Đó, mình cứ kéo mình xem thử cây nào phù hợp thì mình mua thôi. Cây nào hợp với mình, đó, chỉ số mạnh. Ví dụ cây này 43 nè, 115 nè, nó hơn hẳn cây trên này nè. Nó cũng cùng giá với nhau là 1 HMI nè. Đó, đây là giá nghe. Ngay chỗ này là giá đó. Khi mà ví dụ muốn mua cây cung của thằng này, tên của nó này, mình cũng không có cần coi profile hay là gì hết á. Chỉ cần bấm vào Whisper này, nó sẽ tự động copy một cái đoạn, nói chung mà nó tự viết cho mình một cái đoạn để muốn mua cái món hàng đó. Xong mình vào game, bấm khung chat lên Ctrl V, bấm khung chat lên Ctrl V, nó sẽ hiện ra những cái dòng nó tự ghi đó, enter gửi đi thôi. Gửi đi, mà nếu mà không có trả lời á thì ra kiếm người khác mua. Còn nếu mà nó mà muốn bán cho mình á là nó sẽ mời mình vào party. Lúc đó chỉ việc bấm đồng ý. Xong rồi từ cái hình nhỏ avatar của nó nhấp visit hideout. Đây, chữ này nè. Visit hideout. Khi mà bấm xong nó sẽ vào cái chỗ hideout của nó. Lúc đó cái thằng bán nó sẽ gửi lời mời giao dịch cho mình. Mình chỉ việc đồng ý và bỏ cái tiền mình muốn mua món đó, nó sẽ bỏ vào cái món hàng của mình. Món hàng mình mua. Đó, là xong, kết thúc giao dịch thôi. Đây là cách dễ nhất để mua hàng ở trong game này. Chứ mấy cái còn lại một cách nữa là cách mua bán ở trong trong game luôn á. Là tụi nó cứ rào trong chat á, xong rồi phải ngồi coi từng đứa vậy á rồi mua. Nhưng kiểu quá thì tìm đến khi nào mới ra cái món mình cần. Chắc chắn là không ra đâu, mấy món cùi cùi không ai rào cả. Chỉ những đồ VIP thì tụi nó mới rào thôi. Rồi, kết thúc cái hướng dẫn này. À mà thôi, còn nữa. Đây, load lại nè.
bấm vào dòng trên này cho nó load mới lại này. Ví dụ bây giờ mình muốn tìm một mua một món rare, món đồ vàng á, thì bây giờ cứ ví dụ cái mẫu đi, đây mẫu, chọn cái này sang mẫu, cung gì lung tung hết nè, đó thường thường là đồ áo thôi, áo nè, giày, găng tay, mũ, khiên, lấy mũ đi, xong rồi xuống dưới đây, mình muốn nó có mấy socket thì ghi vô đây, đây là số socket nhỏ nhất để xuất hiện, còn đây là số socket cao nhất. Ví dụ ghi nhỏ nhất là 4 thì chắc chắn các mặt hàng tụi nó bán mà có 4 socket nó sẽ đưa hết ra cho mình luôn. Rồi ví dụ nếu mà ghi 4 ở đây á, ví dụ món của mình muốn có 3 màu đỏ, 1 màu xanh, ghi vô 3 đỏ 1 xanh. Nhưng thường á, mấy cái mà có 4 socket thôi á thì mình không cần phải ghi đồ như vậy cho phiền đâu, trừ khi mình không có nguyên liệu để roll màu hoặc là roll socket với nối nó lại với nhau thì mình mới làm vậy thôi. Linh cũng vậy, linh y hệt luôn. Đó. Cứ ví dụ muốn nó 4 linh thì ghi 4 linh vô, đó là nó ra 4 linh. Bây giờ cứ tìm thử một cái bình thường chứ nghe. Và thường á những món rare á yêu cầu đầu tiên của nó là phải có máu. Từ từ. Đang tiếng Việt. Rồi. Máu nè, cộng mắt máu. Thấp nhất là 30 nghe, thấp nhất. Không không, 30 là thấp quá, 50. Nếu mà không đủ tiền thì cứ lấy 30, còn không thì lấy 50. Rồi món đó, một món vàng là phải có hai dòng kháng. Trừ khi á mình dư kháng rồi thì thôi mình lấy một dòng cũng được. Ví dụ lấy kháng băng nè. Thấp nhất là 30. Kháng lửa. Rồi 30. Đó là nó sẽ tìm tất cả các mặt hàng có 3 cái điều kiện này của mình. Bấm search là nó tìm thôi. Dưới đây là nó có một số thứ nhưng không cần thiết đâu. Trừ khi đó nó sẽ hiện tất cả các mặt hàng đạt yêu cầu của mình nè. Tổng cộng máu là 54 này, tổng cộng là có 35 kháng băng với 35 kháng lửa nè. Giá của nó là 1 chao. Trời ơi. 1 chaos. Nhưng thôi nó chao đi. Đó cứ thấy giá 1 chao nè. Cứ xem cái nào mà lợi nhất thì mình mua mình xài. Với lại nó có level nghe, level nè. Trời ơi bấm nhầm rồi. Bấm lui đi. Ví dụ như vậy á, mình muốn mua cái món cái mũ với level thấp thôi. Thì đây, ghi min nè. Mình ví dụ là đang level 45. Đang level 45 thì vô trong đây chỗ min mình ghi là 45 để nó chỉ hiện những món hàng 45 level thôi. Nhưng thường những món hàng mà level thấp á, chỉ số nó sẽ không được cao lắm nên giá nó sẽ cao lắm luôn á. Cứ tìm đỡ, ví dụ như là thay vì 50 máu là yêu cầu thì mình chọn lại thấp hơn chút, 40. Kháng thì khoảng 25 hay 20 gì đó. Đó cứ vậy mà tìm. Nó sẽ ra thêm. Rồi bấm sờ thôi. Đó, món này bắt đầu nó rẻ hơn hồi nãy rồi đó. Hồi nãy nó cao nên giá của nó tới 1 chao luôn, bây giờ nó chỉ còn có từ 1 tới 2 cục này thôi. Nhớ là không nên mua những hàng có rất xịt này nghe. Những cái hàng mà có chữ này là không nên mua. Tại vì
mấy cái này nó có một số thứ để nói về sau đi, bây giờ chưa cần nói. Đó, thấy nó cũng liệt kê những món hồi nãy vô á, nếu mà hết những món thấp rồi. Ồ, bây giờ cái này là cái mũ hả? Dũng cái áo vậy. Xong cái phần này nó của game nên nó tìm được hết mọi thứ á. Muốn mua gì cứ lên đây mà tìm. Rồi còn nữa, bây giờ là để mà có, mình không biết giá trị của cái viên đá của mình nó ra sao, nó bằng bao nhiêu hay nó lớn cỡ nào lên đây. Hồi nãy là poe.chay thì bây giờ poe.ninja. Ồ, nghe hấp dẫn. Đó nè, nó cũng có chọn ledger nè, abit hay là hc gì lung tung nè. Đó, mình chọn cái này mình sẽ biết được đó là đây là tiền nè, còn đây là giá trị của những món đồ khác nè. Ví dụ như là đâu rồi, à đây, thôi cái này đi, 1s nè, 1s nó sẽ có giá hiện tại là, qua wow, nó tăng giá rồi, giá hiện tại của nó là 115 chao một cục này. Còn nếu ví dụ như giờ sao đây, những món này đó, mấy cái này thì ví dụ như cục này đi, nó sẽ có giá là 11 cục này. Sẽ bằng 1 chao. 11.5. 11.5 cục thì sẽ đổi được 1 cục chao. Nói chung là nó có ghi hết ngay đây nè. Còn cái này thì giá ngang nè. Giá ngang. Một cái bằng 1 chao. Có cái gì không biết thì cứ lên đây coi. Mấy món ở trên này là những món đặc sắc rất là khó kiếm. Mình cũng chưa hề có mấy cái ba cái trên này. Từ đây trở xuống thì một số cái có. Rồi, chỉ vậy thôi. Video tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.